Nem chua là món ăn khoái khẩu của nhiều người và cũng có một số tác dụng đối với sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, những lợi ích này chỉ có được khi nguồn nguyên liệu cũng như các công đoạn chế biến món ăn này được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Gần đây, vụ việc một nhà hàng nem chua nổi tiếng ở Hà Nội sử dụng nguồn nguyên liệu không đảm bảo để làm nem chua đã khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi bất ngờ. Bởi đây là một trong những nhà hàng sản xuất nem chua khá lâu năm và còn được cấp đầy đủ các loại giấy chứng nhận về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực trạng này cho thấy, các loại nem chua bày bán trên thị trường có thể tiềm ẩn không ít nguy cơ đối với sức khỏe của người sử dụng. Trước hết, do nem chua được làm từ thịt sống, chế biến bằng cách để lên men tự nhiên, nên nếu nguồn thịt này từ những con lợn bị mắc bệnh hoặc nhiễm các loại sán, giun thì nguy cơ lây ra người sử dụng rất cao. Có hai cái nhóm bệnh mà lây lan qua nem rất nhiều. Một, tức là các bệnh sán lá phổi, sán lá gan. Bởi vì ta biết là khi người ta bị sán lá gan nói chung, thì người của chúng ta vừa là vật chủ thứ của sán dây, nhưng đồng thời lại là vật chủ vĩnh viễn. Cái nguy hiểm như thế. Thế thì nếu chúng ta ăn phải cái bì lợn mà nó chứa kén của cái ấu trùng của cái con sán dây, thì vào cái ấu trùng đó nó vào dạ dày và nó phát triển chui ra khỏi cái bao nang của nó và nó phát triển thành con sán, rất nguy hiểm. Thế còn nếu chúng ta ăn phải trứng đấy, của con sán, ví dụ ra thải ra thì người ta lại bị bệnh gọi là mang ấu trùng đấy, cho nên đấy vừa là ấu trùng vĩnh viễn vừa là ấu trùng trung gian đấy, cho nên mà cái ấu trùng đó nó rất nguy hiểm. Trứng nó nở ra, nó chui vào trong máu, đi vào mạch huyết và nó chui đi khắp các cơ đấy, các tổ chức của cơ thể. Bên cạnh đó, việc các cơ sở sản xuất sử dụng nguồn nguyên liệu không đảm bảo, không rõ nguồn gốc để chế biến thành nem chua có thể gây ngộ độc ngay cho người sử dụng, cùng không ít những nguy cơ khác. Cái nem đó, một là người ta bị ô nhiễm. Đấy. Ví dụ dùng con lợn đó, nó có nhiều cái hóa chất mà người ta bảo quản nó không tốt trong cái nem ấy. Thế hoặc là để cho cái nem, cái chất đạm ở trong cái nem nó bị hư hỏng, biến chất, nó chuyển hóa, đấy, không giữ được nhiệt độ. Thế là nó phát triển thành các chất trung gian là cái chất độc. Đấy. Thì là người ta ăn phải là bị ngộ độc đấy, hoặc là bị nhiễm vi sinh vật, đấy, vi khuẩn, nó cũng sẽ tạo ra chất độc ngay ở trên cái nem. Tôi nói ví dụ như tụ cầu là hay phát triển trên nam, nhất tụ cầu trùng vàng ấy. Đấy, người ta không phải ngộ độc vì con tụ cầu trùng vàng mà ngộ độc vì cái chất độc của con tụ cầu vàng nó tiết ra ở trong cái nem. Đấy, và cái đó ở nước ta là rất hay bị. Cái thứ ba là nếu con lợn bị bệnh giun quận, mang ấu trùng giun quận, đấy, thì đây cũng là một cái nguy hiểm. Đấy, thì ở trong tế dưới bì, bao bì của hoặc là bì hoặc là lẫn vào trong thịt của con lợn và người ta ăn phải cái nang ấu trùng giun quận, thì vào cái nang ấu trùng nó sẽ nở ra và thành trứng, trứng đó nó mới chui đi khắp cơ thể và cuối cùng nó chui qua vào máu và nó đến nó cư trú ở các tổ chức cơ vân. Đấy. Đấy, sau 1-2 tuần là nó nở ra và nó bám vào đó và nó sinh ra thành các kén ở cơ vân, ví dụ cơ bắp tay, cơ bắp chân, đặc biệt là cơ vân ở mắt thì thành mù, ở não thì thành nguy hiểm và ở cơ hoành thì thành liệt thở. Ngoài ra, nem chua cùng với tiết canh là những món ăn có thể gây ra bệnh viêm cầu khuẩn lợn. Bệnh viện nhiệt đới trung ương đã từng tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện do mắc liên cầu lợn. Các trường hợp này chỉ nhập viện trong tình trạng khẩn cấp, viêm màng não mủ, sốc nhiễm trùng, hôn mê. Bệnh nhân nếu không nhập viện kịp thời, dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn huyết, nổi ban hoại tử toàn thân, tập trung nhiều ở mặt, ngực, chân tay, tụt huyết áp và hôn mê, rất dễ dẫn đến tử vong. Bệnh liên cầu khuẩn thường gặp ở những người ăn tiết canh lợn hoặc các món ăn tái sống từ thịt lợn. Đáng lo ngại là, ngay cả khi chưa mắc tai xanh hay liên cầu,
60% lợn lành vẫn mang trong mình mầm bệnh. Nem chua là món ăn ngon miệng, lại được làm từ những nguyên liệu rất dễ tìm và cũng có cách chế biến khá đơn giản. Vì thế, để đảm bảo sức khỏe, các bà nội trợ nên làm nem chua tại nhà. Cái món ăn rất là hấp dẫn, nhất là vào những cái ngày hè này mà ngồi mà có cái nem chua và một cốc bia mát thì nó thật là tuyệt vời. Nhưng cái nem chua cũng như các bạn thấy là đấy, tôi xử lý và làm cái nem chua thì nó hoàn toàn là từ cái đồ thịt sống. Nên khi mà chúng ta lựa chọn các cái nguyên liệu để làm cái món ăn này thì chúng ta phải hết sức chú ý. Thứ nhất là về phần thịt lợn thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái phần thịt mông ít gân sơ. Và lúc thịt nó còn tươi, có nghĩa là người ta vừa mổ con lợn ra và cái miếng thịt các bạn sờ vào nó vẫn còn ấm nóng. Thì lưu ý các bạn sẽ mang về các bạn làm thì cái nem chua của chúng ta sẽ ngon. Thứ hai là cái nem chua này thì các bạn phải sử dụng phần bì lợn. Thì cái bì lợn đây thì ở ngoài thị trường bán rất là nhiều, nhưng mà chúng ta phải lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng là cái bì ở phần thịt thăn. Thứ nhất là bì ở phần thịt thăn là nó trắng và nó đều bì, nó rất là tốt. Khi các bạn chọn thì các bạn sẽ chọn làm sao cái miếng bì này là phải được, lúc người ta làm lông là người ta phải làm bằng nước sôi chứ không phải là cạo sống. Tại vì nếu như cạo sống thì trong cái bì nó vẫn còn cái chân lông, thì lúc chúng ta thái chỉ ra thì nó sẽ có cái lổn nhổn với chân lông thì nó cũng rất là mất vệ sinh và nó phản cảm trong khi mà chúng ta nhìn thấy hoặc là chúng ta ăn phải, nó mắc ở trong miệng chúng ta. Thì cái bì thì các bạn khi mang về thì các bạn rửa sạch xong rồi các bạn sẽ luộc chín và các bạn sẽ ngâm nước lạnh khoảng 10-15 phút cho cái bì của chúng ta thật nguội. Sau đó chúng ta sẽ mang ra và dùng dao chúng ta loại bỏ hoàn toàn cái phần mỡ còn sót lại trên cái miếng bì. Và sau đấy chúng ta sẽ thái chỉ cái miếng bì ra, mà muốn thái chỉ cho nó đẹp thì các bạn phải lạng được cái miếng bì ra làm sao nó thật mỏng. Và chúng ta thái chỉ ra thì chúng ta sẽ có cái nguyên liệu để chúng ta làm nem. Thì ở đây làm nem thì các bạn, một cái nữa các bạn lưu ý là cái nem này của chúng ta là hoàn toàn là thịt sống. Cho nên khi mà các bạn sử dụng thì ở đây thì các bạn thấy tôi có sử dụng này, thính là 1, bột lăng là 2. Bột lăng là nó làm cho cái độ kết dính của cái nem của chúng ta nó tốt hơn. Còn cái thính thì nó sẽ làm thơm và nó sẽ làm chín cái phần thịt nó ngon hơn và có cái màu nem nó có màu đỏ đẹp hơn. Thứ hai, cái thứ ba nữa là khi các bạn sử dụng này thì các bạn chú ý là các bạn phải gói nhiều lá chuối. Tại vì có gói nhiều lá chuối thì nó mới đủ độ nóng để làm cái nem của chúng ta nó lên men và nó mới chín được. Và như cái nem bình thường này thì các bạn để ở nhiệt độ phòng bình thường thì các bạn cứ để từ 3 đến 5 ngày là các bạn có thể mang ra xử lý. Còn khi gói nem xong các bạn phải chú ý một điều là không để vào trong chỗ nhiệt độ nó thấp. Vì nếu mà nhiệt độ thấp thì cái quá trình lên men nó sẽ không xảy ra, cái nem của chúng ta nó sẽ chuyển sang là bị thiêu thối. Vì đây là một cái món ăn ủ lên men vi sinh, làm chín bằng cách ủ lên men vi sinh. Và cái nem chua này thì nó, khi các bạn ăn thì các bạn thấy nó có một cái vị chua. Mà cái vị chua này thì nó rất là tốt cho cái đường ruột của chúng ta và làm cho cái men tiêu hóa của chúng ta tốt hơn ở trong cái phần tiêu hóa. Và cũng như là trên thị trường thì các bạn thấy là thời gian vừa qua có nói đến một cái nhà hàng nem chua mà sử dụng những cái nguyên vật liệu bẩn và người ta làm ra cái nem đấy và có dùng một số các loại hóa chất. Thì cái này thì là đài báo gọi là trên các cái chương cái mạng xã hội người ta cũng nói rất là nhiều. Thì ở đây bây giờ nếu như các bạn mà đi mua thì các bạn phải chú ý là chúng ta phải mua ở những cái cơ sở sản xuất nào mà nó phải thật sự là tin tưởng và chúng ta phải hiểu biết về cái cơ sở sản xuất đấy thật là kỹ. Và nếu như các bạn không mua ở đấy thì các bạn có thể làm thì cái công thức của cái nem chua này như sau. Thứ nhất là phần thịt mông các bạn làm 500g thịt mông xay nhuyễn như là giò sống. Thứ hai là các bạn sử dụng 500g thịt mông thì các bạn sẽ sử dụng 300g bì lợn thái chỉ ở đó và 50g thính, 30g bột lăng. Ngoài ra các bạn sử dụng muối, nước mắm, mì chính. Thì cái này là do cái khẩu vị của từng người thì các bạn có thể lếm để làm sao cho nó vừa với cả cái khẩu vị gia đình nhà mình.
lấy hình này. Khi gói thì các bạn chú ý là trong cái nem chua này thì bao giờ cũng có phần là lá đinh lăng, tỏi và ớt. Thì khi mà gói thì các bạn cũng lưu ý một điều nữa là các bạn gói nem thì các bạn phải gói thật chặt tay. Và khi gói lá chuối các bạn phải gói thật kín và các bạn dùng dây chun vòng các bạn buộc thật cẩn thận và các bạn để ở nhiệt độ phòng từ 3 đến 5 ngày thì chúng ta đã có một món nem chua rất là ngon để phục vụ chính bản thân gia đình chúng ta. Cái nem chua này thì thực ra nó là một cái thực phẩm và nó là một cái món ăn truyền thống. Thì cái gì cũng thế, cũng như các bạn biết là nếu như mà chúng ta lạm dụng nó quá thì cũng đều là không tốt. Thì bình thường một người bình thường thì mỗi một lần ăn thì chúng ta chỉ ăn từ 4 đến 5 cái. Và mỗi cái nó có trọng lượng khoảng từ 30 đến 50 gram. Và một tuần chúng ta lên ăn một hoặc đến 2 lần thì nó sẽ tốt hơn. Chứ còn nếu mà ăn thường xuyên thì cũng không phải là tốt. Tuy là món ăn ngon, nhưng khi sử dụng nem chua cũng cần có những lưu ý riêng.